Đấy, buổi sáng tiên dậy sớm ra thiền bộ ghế đá nhà ông Đức đấy. Tiên chăm học lắm. Tiên lại còn biết thiền giống ông cơ. Chuyên chuẩn bị về Hà Nội rồi. Tiên yêu nhà ông Đức bà thả lắm. Hàng tuần, cuối tuần là Tiên sẽ về nhà. Tiên ngừng mặt lên nào. Tiên ngừng nhìn bàn nhá. Đúng rồi, đẹp lắm. Tin làm như thế được rồi. Cuối tuần Tiên sẽ về nhà bà chơi. Nhà bà Thỏa có cái đá đẹp lắm. Nhìn. mất Ừ. bị mất rồi à? Không, màu nó đẹp như thế đấy. Ừ. Nào Tiên đứng lên nào, Tiên đứng lên, đứng lên, đứng lên, tập đứng rồi. Kiểu đứng cũng rất là đẹp nha toàn cảnh nha, toàn cảnh tin đứng đẹp lắm nào tin ờ tin vầm võ nên nấm đấm võ 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 tin giơ tay để thể hiện chuột của tin đâu đâu chuột tay tin đâu nào ù đấy thấy chưa nào tin đã thấy chưa tin đã thấy chuột chưa đâu vào xem nào rồi gần đây nào ô xem chuột nào chuột của tin chuột của tin đây đâu chuột của tin đây chuột ở bắp tay chứ chuột chuột ở bắp tay cái mà ở đây đây. nào bắp tay đâu bắp tay có chuột đâu 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 con chuột bắp tay đây này con chuột này mới to này đấy chuột đấy chuột đấy chuột đấy 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 là chuột đấy chuột là bắp tay đấy đúng không À, tay kia xem nào tay kia xem có bấm chuột tay kia xem nó có chuột đâu tay này có chuột đâu tay này khỏe thế này à ui nhỉ tay đấy khỏe thế tay đấy trông khỏe hơn tên. tay này nhỉ hai tay xem nào cả hai tay xem nào hai tay đều nổi chuột nào hai tay xem nổi chuột à à hai tay cũng có nhỉ hai tay to đấy ừ hai tay to đấy đấy thôi bây giờ tin đi uh, uh, ra đập xe đạp đi thêm thêm <laughs> Rồi. Đấy, nhà bà Thỏa có quả nhãn to, 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 đùng, to, đùng, to quá, hôm nào anh á, quả nhãn này ăn rồi nhỉ? Bố Vương tin À, chết rồi, bố Vương còn Tiên ăn nhãn rồi à? Hả? Đó chín rồi, chín Chín à? à? Yeah.